Đầu năm thì có giảm mạnh nha anh chị, mình là 10 triệu một chiếc luôn nha. Đó. Ok. Hello, chào cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh YouTube của Mỹ Ô Tô em nha. Thì tiếp tục em có mặt cửa hàng mô tô của anh Phong, chuyên mua bán và trao đổi những cái dòng mô tô cũ nha anh chị. Nhiều dòng, đa dòng từ 125 đến 1000 cc nha anh chị. Thì hôm nay sẽ cho anh chị mình tham khảo cái dàn xe hạng nặng nha, như là Z1000 nè và CBR 500G. Đó, tất cả đều có. Đây thì anh chủ cửa hàng nè anh chị. Hiện tại những cái dòng 1000 hoặc là những cái dòng 500 á, đang giảm là 5 triệu một xe. Còn cái dòng 500 á, đang giảm sâu á, nó đang xả lỗ là giảm 10 triệu một xe. Để anh ghi giá con này ra con này nữa. Thì cái địa chỉ cửa hàng là số 5 Lý Thường Kiệt, Chí An, Bình Dương nha quý chị. Và số điện thoại thì em có để chi tiết trên màn hình nha quý chị, có nhu cầu mình mua xe hoặc mình không biết đường đi á, mình cứ alo số điện thoại thì có người tư vấn cho anh chị mình chi tiết rõ ràng nha. Đó thì cửa hàng cũng nhân dịp đầu năm này thì cũng như thường lệ là tặng cho anh chị mình một lon nhớt và một mũ bảo hiểm nha anh chị. Và những cái dòng xe ở đây thì máy móc thì bảo hành cho anh chị mình 6 tháng. Đó. Đây thì cái Z1000 nha anh chị, đời 2015. Và đây thì con này đời 2014 nha. Và đây thì cũng đời 2015. Và đây thì Z650 nha quý anh chị. Đời 2017 nè. Đó, bên kia nữa, từ từ ha. Thì những cái dòng phân khúc lớn này thì giảm từ tầm 5 triệu. Còn riêng cái lô CBR 500G này là giảm tới 10 triệu nha quý anh chị. Đó. Ưu đãi đầu năm cho quý anh chị mình chơi nha. Từ từ thì mình sẽ tham khảo cái chiếc này trước nha quý anh chị. Con này là CB650 rồi. Dạ. Xe 2020 đi có ngàn cây không? À, còn số này. Đời 2020. Giá là 239 triệu. Bữa trong Tết có con mới chưa ra số luôn, mới bán luôn. Con này là gì? Xe này biển số 66 nha anh chị nha. Đây. Giá là 239 triệu, phân khối là 650 nha anh chị. Xe này thì khỏi bàn cãi về phần máy móc, là xe rất là mới luôn nha. Rồi ok, tiếp theo thì Z1000 của hãng Kawasaki nha quý vị. Xe này đời 2015 nè. ABS nha anh chị. Đó, bộ máy đó nè. Đó, bốn máy luôn ha.
đi được 23.484 cây nha quý chị. Xe đời 2015. Như còn số vậy ta. Xe này biển số là 92-00605 chị nha. Đó, chưa? Đó, lớp xe này cũng chị nha. Giá thì 229 triệu nha quý chị. Đời xe 2015. Đây, còn đây một chiếc màu cam. Màu cam này thì đời 2014 nè. Biển số là 63 nha. Về phần máy móc thì các bạn cứ xem nha, thì không có nổ máy được cho anh chị mình thông cảm nha. Xe này có lên hai cái bô. Đó, hai cái bô hai bên nha anh chị. Giá chiếc này thì 243 triệu. Xe có giảm cho anh chị mình 5 triệu nha. Rồi, qua đây thì cái màu đặc trưng của hãng Kawasaki. Đó, màu xanh nè. Xe đời 2015. Giá chiếc này thì 229 triệu. Đó, xe giảm cho quý vị 5 triệu luôn nha. Đó, rồi. Tiếp theo thì 650. Đó, phân khúc 650 này. Xe đời 2017. Rồi, quý anh chị mình có nhu cầu mình mua những dòng xe nào thì hãy comment mạnh bên dưới cho mình nha quý anh chị. Đó, mình sẽ quay chi tiết và báo giá của anh chị mình sau nha. Giá chiếc này thì 142 triệu. Đó, xe có giảm cho quý anh chị mình 5 triệu, có tặng cho quý anh chị mình nhớt và nón bảo hiểm nha, bảo hành xe 6 tháng. Còn đây thì CB500F, một chiếc màu đen và một chiếc màu xanh nha quý anh chị. Thì mình sẽ xem chiếc màu đen này trước. Đời 2019 nè. Đó, xe thì biển số là 19-17. Đó, 17 nha anh chị, biển số. Giá thì 136 triệu nè. Xe màu đen nhám nguyên con luôn. Ok ha. 136 triệu. Rồi. Chiếc màu xanh này thì đời 2018 nha anh chị. Có ABS luôn. Thank you.
giá 142 triệu. Xe còn rất là mới nha. Rồi, ok ha. Vô đây mình xem cái lô Honda CBR 500 R nha quý anh chị. Đó, những cái dòng đó thì hôm nay đầu năm thì có giảm mạnh nha quý anh chị, mình là 10 triệu một chiếc luôn nha. Đó. Ok chưa? Đây thì đầu tiên là chiếc đời 2020 nè quý anh chị. Đó, xe thì có ABS nha. Ở đây 4 máy. Mới từng con ốc luôn nha quý anh chị. Đó, phục đây ha. Chưa có dấu tăng đưa luôn nha quý anh chị. Đó, lốp xe đây. Và biển số là 60. Ok rồi. Xe đi được 2160 cây. Đó anh chị nha. Dạ. Máy móc thì cái dòng này thì khỏi bàn cãi luôn chị. Im ru luôn. Thì giảm 5 triệu là còn 238 triệu nha. Rồi tiếp theo thì chiếc màu đen. Đó, đèn nhám nguyên con luôn, có ABS luôn nha quý anh chị. Còn bên đây là động cơ là 650 nha quý chị, 650 AG. Đó, còn bên cái lô bên đây thì động cơ nó phân khối nó là 500 là giảm nha quý anh chị, mình là 10 triệu một chiếc. Như chiếc này là 168 triệu nè. Đó, chỉ còn 158 thôi nha. Rồi tiếp theo thì cũng là đèn nhám luôn nha anh chị. Đèn nhám luôn ha, có ABS. Xe thì đời 2020, xe thì máy móc rất là mới nha. Rồi, xem nó đi được bao nhiêu. Đi được 3909 cây nha anh chị. Rồi ok. Giá là 163 triệu. Đó, giảm 10 triệu là còn 153 triệu. Đó, chiếc này. Rồi tiếp theo thì cũng là đời 2020, màu đỏ sơn bóng nha. Trong thì mình cũng không quay kỹ cho máy, mình đi lướt lướt nhẹ cho quý vị mình xem tham khảo ha. Quý vị mình có nhu cầu thì mình cứ đến cửa hàng mình xem xe nó kỹ nha quý vị. Thì giá chiếc này là cũng là đồng giá với em bên đây luôn nha. Đó, giảm 10 triệu là còn 153 triệu. Ok.
Rồi qua đây thì màu đen nhám, xe cũng đời 2020. Chiếc này thì giá là 157, giảm 10 còn 147. Rồi tiếp theo luôn, đời 2019, 157 là còn 147 nha quý anh chị. Đó, lướt lướt cho quý anh chị mình cái dàn ngoài thôi ha, không có quay kỹ cái phần máy móc được á. Đó, quý anh chị mình thông cảm. Và những quý anh chị nào có xem mua cần mua những dòng mô tô nào thì hãy comment mạnh bên dưới cho mình ha, sẽ quay chi tiết cái dòng mô tô quý anh chị mình cần mua cho quý anh chị mình xem rõ ràng. Rồi cảm ơn quý anh chị rất nhiều. Rồi tiếp theo thì dòng Ninja, Ninja 400, xe đời 2018 có ABS. Xe này thì hai máy nha quý anh chị. Xe này đi được 12.864 cây. Máy móc không có vấn đề gì. 123 triệu. Xe chiếc này thì giảm cho quý vị mình 7 triệu nè. Cái mẫu Ninja 400. Đấy ha, còn 110 mấy triệu thôi nha quý vị. Ok, thì vô trong mình sẽ xem những cái mẫu trong kia đó nha quý vị. Rồi, vô đây thì cũng có là như là gear bell 500 nè quý vị. Và mẫu MT03 ha, sẽ lướt sơ nhẹ cho anh chị một cái rồi sau đó mình đã báo giá anh chị bên sau nha. Đó, MT03. Đó. MT03 còn ba cái anh chị. Còn đây thì CBR, mẫu phân khối nó hơi nhỏ một tí, 250R nha. Đây thấy hai chiếc. Rồi ok, thì mình xem cái mẫu Kawasaki của Ninja 3 này nha quý anh chị. Đó, màu trắng nguyên chiếc luôn, xe như mới luôn quý anh chị. Trắng rất là đẹp nè, cái lớp xe này quý anh chị giờ không thấy ha. Biển số là 61. Tất cả xe ở cửa hàng thì quý anh chị muốn bao sang tên, đó, đổi biển số đều được nha. Thì được 9.423 cây nha anh chị. Cái bồ nó độ lên nổ rất là lớn nha anh chị, không có dám nẹt lớn. Có điều mình thông cảm ha. Rồi giá chiếc này thì 95 triệu đúng không anh chị, 95 triệu nha. Thì anh chị lại cửa hàng thì ảnh cũng có bớt lọc cho anh chị mình thêm nữa, anh chị cứ mạnh dạn đến nha. Rồi ok, tiếp theo thì mẫu Honda CBR phân khối là 250, xe đời 2019. Đây hai máy nha,
xe có lên cái bô. Đấy, xe đi được 9.938 cây. Ok chưa? Nẹt nhẹ đấy anh chị, nẹt mạnh quá cái bô nổ rất là to nha anh chị. Rồi ok, giá chiếc này thì 223 triệu, giảm chiếc này là 8 triệu luôn anh chị, giảm 8 triệu, là còn 123 giảm 8 là còn 115 triệu anh chị. Rồi ok, tiếp theo thì cũng là xe BR 200G 250R nha mấy chị, đời 2018. Nói chung thì xe mình khỏi cần nổ máy anh chị nghe không? Nếu dòng xe trong đây thì anh chị cứ yên tâm rồi ha. Đó. Giá là 223, xe này giảm 3 triệu thôi nha mấy chị. Còn 123 giảm 3 triệu còn 120 triệu. Số là 94, đây thông tin xe anh có ghi rõ ràng trên đây nha. Rồi tiếp theo thì 3 chiếc MT03. Rồi ok, thì mình xem chiếc đầu tiên nha quý chị. Chiếc này thì hồ sơ thì cầm tay đó, quý chị mình mua là mua như là mua xe mới luôn nha. Có ABS luôn. Xe đời 2019-20 gì đó quý chị. Rõ mấy xe thì mình nhìn rất là mới nha. Đó, và một chiếc bên đây. Đó, chiếc bên đây cũng vậy luôn nha, xe đời 2020. Thì hai cái chiếc này, chiếc này với chiếc này là đồng giá nha anh chị. Đó, hai chiếc giống hệt với nhau luôn. Giấy tờ thì hồ sơ thì cầm tay hay các thứ nha anh chị, mình mua về như là mình mua xe mới thôi. Giá thì 109 triệu, xe này có giảm 3 triệu nha. Còn riêng cái chiếc này thì có 102 thôi nha anh chị. Đây, chiếc bên đây là 102 triệu. Cũng là đời 2020 ha. Đây thì đồng giá 109 triệu, và đây em này là 102 á. Rồi ok, sẽ báo giá lẹ anh chị á, khỏi mất thời gian của anh chị mình. Còn trong kia thì cũng có như là G3 kìa, G3 và Vinsan 200 cũng còn nha anh chị, và cái mẫu FZ hình như mình cũng thấy nó kìa. Tiếp theo thì kỳ Beo 500, xe đời 2019. Beo 500 đời 2019 nha anh chị. Xe này có giảm cho anh chị mình là 5 triệu. 150 giảm 5 triệu là còn 145 triệu anh chị. Anh chị đã có cái Beo 500 mình đi. Rồi ok ha, vô đây thì mình xem tham khảo cái mẫu Yamaha FZ. Phân khối là 250, xe đời 2018. Chiếc này biển số là 70 nha quý anh chị. Giá thì có 60 triệu 900, xe này giảm còn 60 triệu nha. Đúng.
250, lần này là đang giảm 2 triệu 9 một xe. À, giảm 2 triệu 9 luôn anh chị nha, 2 triệu 9. Nếu như con đó giảm xuống là còn có 58, đi qua 2.000 cây. Dạ. Chiếc này là 58 triệu nha anh chị, giảm rồi nha, đi được 2.000 cây thôi. Hai ngàn ba trăm. Còn bên đây thì đời 2017, giá chiếc này thì nó mềm hơn bên đây nha quý chị, 55 triệu, giảm 55 triệu 9, giảm 2 triệu 9 là còn chỉ có 53 triệu thôi nha. Có đèn chở sáng đầy đủ luôn và chống đổ luôn nha. Con khói là 250. Biển số chiếc này là 76 nha anh chị. Xe là 2017. Rồi ok, tiếp theo thì cũng là FZ 250. Biển số 59 nha. Xe này 57 triệu 9 này. Giảm 2 triệu 9 là còn 55 triệu nha anh chị. Màu đen sơn bóng. Còn bên đây thì mẫu G3 nha quý chị. G3 màu trắng xanh đây, rất là đẹp luôn. Còn bên nữa là có 3 con chuyển sang 200 ấy. Thì 3 con này đều đồng giá là 50 triệu con. Dạ. Kunsan 200 này là 50 triệu đồng giá nha quý chị. Còn chiếc G3 này quý chị mình thông cảm nha, có khách cọc không quý chị nha. À, tiếc quá, rất là đẹp luôn, màu đẹp. Kunsan thì ở đây thì chiếc đầu tiên là đời 2018, biển số là 92. Xe này 50 triệu nha anh chị. Còn 3 chiếc đồng giá 50 triệu. Kế bên thì cũng đời 2018, biển số là 83. Còn bên này cũng là đời 2018 nha anh chị. Đó, đồng giá là 50 triệu. Biển số 59. Đó, quý chị cứ tham khảo nha. Ưng chiếc nào thì quý chị cứ đến cái địa chỉ là số 5 Lý Thường Kiệt, Dĩ An, Bình Dương. Và quý chị mình không biết được đi, mình cứ alo số điện thoại và ảnh sẽ có người tư vấn cho quý chị mình rõ ràng chi tiết hơn nha. Chỉ được quý chị mình đi đến cửa hàng mình xem xe những dòng mô tô ở đây cho nó kỹ hơn nha. Ưng thì mình cứ mua thôi. Thì ngoài ra cửa hàng cũng còn những cái dòng như là 150 cũng rất là nhiều nha quý anh chị. Hẹn quý anh chị mình clip sau nha, sẽ cập nhật thêm cho quý anh chị mình những dòng 150 như là Suzuki nè, và Honda CBR các thứ đều đầy đủ, và những dòng cổ điển luôn nha quý anh chị, rất là nhiều. Thì cảm ơn quý anh chị mình đã theo dõi video, hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.